chào tất cả các anh em nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em tàu thuyền, xe cộ, máy gặt, máy hút cát, máy phát điện luôn luôn mạnh khỏe, phát tài và may mắn. Thì hôm nay đây, vào gần đây hàng em về rất là nhiều và em cũng có được rất là nhiều đơn đặt hàng của tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay đây, em lại có một đơn đặt hàng con máy Du Chai 160-33 cho một khách hàng ở Tam Kỳ, Quảng Nam nhé. Thiện, cho anh Thiện. Anh Thiện có một gara. Anh ấy khách nhờ anh ấy tìm mua một con máy. Sau vài ngày đắn đo thì anh Thiện anh đã chọn mua một con máy bên cơ sở em. Và anh ấy cũng bảo là xem theo dõi kênh YouTube của anh rất là nhiều rồi, thấy anh làm cũng rất là ok, uy tín. Thì muốn mua một con máy bên anh. Thì thực sự là với anh em là nói chuyện rất là lâu, em Thiện em mới chốt anh Thiện anh ấy chốt mua máy của em. Con máy này là anh mua về để thay vào con xe 7 tấn 8 tấn ấy. Máy của khách là máy nhỏ, máy 135 thì phải, 4135. Tất cả các anh em khi mà anh em có máy 120 máy 4110, máy xe 7 tấn 7 tấn rưỡi, máy 135 140, khi mà anh em hỏng ấy, tất cả anh em đều là thường sẽ lên máy lớn là 160 này, vì máy 160 là nó là lớn nhất của đời bốn máy Du Chai rồi. Thì anh em sẽ lên máy này cho nó khỏe. Em đã chọn cho anh Thiện ở Tam Kỳ, Quảng Nam một con máy rất là đẹp. Thì em sẽ giới thiệu qua với anh em được biết là con máy này là máy Du Chai lắp trên con xe 8 tấn, 7 tấn rưỡi, 8 tấn của Cửu Long này. Cửu Long này, xong rồi Hoa Mai, Cửu Long với lại tất cả các loại Hổ Vồ với Hoàng Huy lắp tất máy này nha anh em nhé, Trường Giang nữa. Thì con máy này là nó là Du Chai 160. Vòng tua của nó là 2006 nhá, vòng tua 2006. Mã lực của con này là 160 anh em ạ, 118 kW, thì nó là 160 PS. Con này lòng của nó thì chắc là nó phải một tấc 15 ấy, một tấc 15 ấy, 14 hoặc là 10 hoặc là một tấc 1 hoặc đến 115 thì em không rõ về con này lắm. Thì tình trạng con máy này như thế nào em sẽ quay cho anh tất cả anh em cũng biết. Thực sự là máy còn con này phải 90-95%, máy còn nguyên zin hết nhá anh em nhé. Rồi, đầu tiên là em quay con heo cho anh em là tất cả. Con heo nó còn nguyên zin, tất cả còn nguyên zin nhá mọi người nha, nguyên zin. Nguyên zin chưa động chạm, máy nghĩa địa nhá, bảo hành máy nghĩa địa nguyên zin. Đây. Chưa một cái vết sơn nào bị chóc nhá anh em nhá, nguyên zin tất cả từ A đến Z luôn. Máy cực đẹp luôn, lốc này chưa mất một tí sơn nào nhá anh em nhá. Lốc chưa mất một tí sơn nào. Anh em xem này, những cái chỗ cái đầu bu gà đó này, nguyên zin còn mới tinh luôn này. Còn mới tinh luôn, đây anh em xem này. Những cái con ốc quy lát này, ở trong miền trong gọi ốc quy lát này, ở ngoài miền Bắc ốc mặt máy nhá anh em nhá, nguyên zin, chưa mất một tí sơn nào. Đây. Cái lắp cabo còn mới tinh luôn nhá anh em, lắp cabo mới tinh luôn. Anh em xem nhìn cái dàn ốc dầu hồi của nó này, còn nguyên zin chưa động chạm, chưa mất một tí dấu nào luôn nhá anh em nhá. Máy cực đẹp cực mới luôn. Nó thật là quá đỉnh luôn. Đây, anh em xem này, tất cả còn nguyên zin hết. Bảo hành luôn, nếu mà về anh Thiện ở Tam Kỳ, Quảng Nam mà kiểm tra bảo là máy này không còn zin, em trả lại tiền không thiếu một xu một nghìn nào cả. Trả lại tiền cho anh. Đây. Sang đến cái phần bên này. Cái bô lửa của nó, bô xả và turbo của nó này. Chạy rất là ít, nó chưa bị rỉ nhá anh em nhá, chưa bị rỉ. Đây này, chưa bị mủn rỉ này, vẫn còn trắng tinh này. Anh em xem này, những cái bô lửa của nó vẫn còn trắng tinh này anh em này. Máy cực đẹp luôn, quá đẹp luôn. Tất cả con máy này nó còn đầy đủ tất cả cái phụ kiện của nó này. Những cái này còn phụ kiện đầy đủ hết nhá anh em nhá. Đây này, hai bên dài lốc cực mới. Nói chung là để nó nói thật với anh em là đây ở đây nó ghi 160 này. 160 này. Để nói với anh em là tìm được một con máy mà còn 10 phân vẹn 10 như con máy này thì không phải dễ đâu nhá anh em nhá. Máy này đây, tất cả nguyên zin, chưa một tí giòn keo. Bảo hành nguyên zin nhá, bảo hành nguyên zin anh em ạ, bảo hành nguyên zin. Thực sự là quá đẹp và long lanh anh em ạ, quá đẹp luôn. Rực rỡ luôn đấy. Đây. Thực sự là quá đẹp. Tất cả còn nguyên zin hết. Thì hình thức của nó là quá ok rồi. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test nổ để kiểm tra. Quá chất. Chất lờ luôn nhá. Kiểm tra xem có hơi thừa không. Không khói, không đổ hơi.
máy nguyên zin hết. Xem có hơi ở turbo không? Turbo có chạy không? Máy như mới này. Quá mới luôn. Quá chất. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Không khói nhá. Không một tí đổ hơi luôn. Cánh quạt còn mới, quá chất luôn con này. Điểm 10 cho chất lượng. Vừa rồi em vừa cho anh em thợ test lổ xong con máy Zuchai 160 cho anh Thiện. Gara ở Tam Kỳ, Quảng Nam. Thực sự là con máy này là con máy lổ em lổ thứ hai rồi. Vì một con cũng rất là đẹp lổ và có một tí đổ hơi. Nói luôn là em có nhà gửi video luôn bảo anh ơi, máy này đổ hơi một tí rồi. Có thể anh nhìn qua điện thoại không thấy được. Nhưng nói thật là em đổ hơi là em bảo đổ hơi luôn. Vì có làm được thì mình mới nhận tiền. Còn không làm được xong rồi mình lại dối trá khách hàng thì nói thật là lần sau chắc chắn là không bao giờ người ta gặp lại mình nữa. Cái đấy thì chắc cái đấy là cái điều chắc chắn rồi. Vì thế mà có phát em bảo luôn là đổ hơi rồi anh ạ. Anh cho em sẽ chọn cho anh một con khác đẹp long lanh luôn. Đảm bảo vào đến nơi anh được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Thì con máy này là con máy đã lổ xong và kiểm tra và tất cả là ok hết rồi. Rồi, anh em xem này, cổ đè nó còn nguyên zin này, cổ đè còn chưa tháo ra bao giờ luôn nha, tất cả còn nguyên zin luôn. Thì con máy này em sẽ cho anh em thợ quấn dây bóng, bọc đệm quấn dây bóng và sẽ gửi vào Quảng Nam cho anh Thiện. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến anh Thiện rất là nhiều vì đã tin tưởng. Sau một thời gian đắn đo thì cũng tin tưởng mua con máy. Nhưng mà thật với anh em là khẳng định với anh Thiện luôn nhá, con máy này xứng đáng từng nghìn một của anh luôn. Vì nó quá là đẹp luôn. Và cũng xin cảm ơn và xin chúc mừng anh đã mua được con máy rất là đẹp. Và cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn đồng hành ủng hộ động cơ ô tô Hùng Thịnh. Sắp tới em sẽ làm thêm một hai kênh bán hàng nữa. Thì anh em nào có xem và thấy cái hình ảnh của em trên video thì mong mọi người vào ủng hộ và đăng ký. Vì cái đấy là vì thực sự là cái bây giờ cái lượng hàng của em nó bán ra nhiều quá. Mà một kênh, hai kênh của em mà một ngày em đăng lên 3 video thì nó nhiều quá. Cảm giác là người xem người ta không muốn xem ấy. Thì em sẽ có thể em sẽ làm thêm một hai kênh nữa. Thì mong nếu mà anh em vào thì em sẽ làm kênh cái tên kênh của em như thế nào em sẽ thông báo với mọi người ở những cái video tiếp theo. Thì mong mọi người vào ủng hộ và đăng ký. Xin em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào.